Số đây này còn khỉ, ngày nít nhóm xung phương cao bằng hán. Phương cao bằng hán, nâu chấm nốt muối, nâu khăn ông chế query, cứ basic selector. Môn nâng dương phương cao chạp đào thật xa chế môi nâng basic selector, dương trích lại xin ngô sánh thá tá, à vay tới chế selector. Chân selector, cứ chế nẹ công nọt tự đáu, rư cỏ chế nẹ công nọt tự tăng, đại trâu. Ao chế query method thuê ca chỉ mùi. Nếu không video này, nhóm nâng thuê ca bằng 2 nơi selector chấm nút 4, tí mùi nhóm prap ra nơi select all, cứ bắt cài. Tí bí, nhóm thuê ca prap ra nơi take chế selector. Tí bây nhóm prap ra ID chế selector. Tí 4 ca prap ra nơi class chế selector. Ok, lấy nhóm chấm nâng thuê ca testing dọc tại em đó. Nếu không nhầm mặt mình chơi query, nhầm cắt phép muối, phán, nhầm đặt thà selector. Âm ẩn. Nhầm copy. Pass. Chân tìm muối đồng bây vừa ca chỉ muối nâng chế query. Tìm muối dân trực include chế query file cho một căn hệ quả dân sẵn. Ta mới dạ script thái đất IOC jQuery .p.1.1.js. Tạm tin nhóm chọn làm phương cách testing. Thật ta, ở đây để dùng include jQuery đồng nào cả được ọt. Nhóm chọn làm sẽ đồ là document. Dot ready but dừng xe chân máu function enter nhóm chập đam và xe ưu tố hôn nhóm chập đam phụ ca nền lơ testing nền lơ nà mũi nhóm chập đam phụ ca điếu dv sun block nhóm vào xe đô la điều dot click semicolon function alert success chấp đam run nhấn click. Chúng mình sẽ thay đổi nào cả. Chúng mình sẽ thay đổi include vào dưỡng này. Bạn tâm trở. Nên nâng hai dân ách phương cá chứ mùi nâng chế query bạn. Chúng mình chấp đoán phương cá testing từ lời chúng nó chỉ mùi khi ta cao prap rác từ lời select all các cái. Chúng ta tôn nâng selector. Điều này cứ chỉ selector mùi. Này cứ chỉ selector. Này cứ chỉ query method. Khẳng cao này cứ chỉ statement đầy dân trở thuộc cá chỉ mùi. Nên nâng. Út thơ hôn nâng nâng ní nhu chấp đoán nâng body nhóm chấp đam bằng cát điều chỉ tràn block muối block p block bay nhóm chấp đam là sẽ cài chấp đam sẽ cài đấy. Selector cái hai nhóm đồ đã hà dot cs nhé đã color red nhóm chạy style ở phía color red nhóm
Nhưng chấp đam đạm mùi tiết H1 Heading nè, heading này cứ chụp đài nực nâng chứng mình là cái nâng all nực nâng này mình là group control thằng off cứ chụp style ship mùi nâng tay đoàn nhưng đã style tên lưu control thằng off mùi tiết nhưng chấp đam ô ta nực nâng này chấp đam đạm điều bè nực nâng điều này nhưng phương cả control tên lỡ điều bầy chúng mình là điều tặng bầy này vì chỉ sắp robot điều điều mình này trên được không nên chậm làm đặt class điều mùi nơi không đi mình chậm đạp đã class điều mùi cài chương mini tham mấy mini thái nhôm chập đam dốc control thằng o đại sự thật là không class d1 ok chương tệ tôn nó cài nó search mình bật căn thao vậy tí ao đại sự thật là không d1 cứ vía dốc thằng o là không cái chuột thằng o trong này person và dương dốc cài ní mà phải qua dương rồi có mình không body và dương ní cứ chuột thằng o mình thao chia control H1, deal được paragraph ấy xem xét cứ với sách tài chọp. Ok, tại tôi nâng chùm nói tìm phí các bà bác nó take selector các bà bác take nó selector cứ chỉ các bà bác nó chung mua take trong tài mạng đóng ủ thọ nó khổ nông nít để dừng bà bác apply lợi ấy deal nít cứ chỉ các bà bác nó take selector chẳng phần xanh bà dừng take bà dừng deal take deal bạc bật nóng gọi đói và nãy dừng đã thật deal chúng mình hay dùng phần này tùa xo và viết hãy dùng chấp đoàn phương cả rằng ok nhé blue nhé ní cứ chỉ cả apply lực điều lấy những chấp đoàn đặt mùi tiết cứ paragraph chứng paragraph ắt chụp thế này cái nào nhé nhóm chấp nam sẽ statement mùi tiền nhóm sẽ lực thì dot cf nhóm đặt hà font size phải bị nhé nè apply lớn paragraph đô là H1 nè, H1 có chia take đá dot CSS color orange nè, ok chứng minh là dương apply lớn điều nên lớp paragraph chứ mình ta roll đi từng lại roll control điu roll a team ở điu chẳng off cứ chop style sheet nâng ni nè còn lớp blue roll paragraph roll h1 group h1 chẳng off tí bấy cả prapra nâng id chẳng chỉ thò mà nà đâm bấy phụ ca cầm not p prop hết thêch mùi được thêch mùi dương chạm mạch prapra nâng id đâm bấy xâm quản ưu thò nâng không lý cư mình này kì D1 nè class D1 nè nó không D1 nó mình mình D chỉ tràn chứng bất sân để dùng apply để lựa D mình để tha vi chọp chẳng ở phần tay nhông trong cầm nót thứ đa thả ta nó không D nó mình D mùi nè D tỷ P được cái D tỷ bảy chứng như chậm làm đặt ID D mùi ID D P ID điều điều bảy chứ mình là control điều ní bảy control điều đôi khi bận tái miễn id khó khó khnì chứ nhiều ai phụ ca cầm nót từ lời thật ta nhóm trong sẽ lệch dục mùi nè u thọ lớn nhóm trong man sẽ lệch lỡ điều mùi chứ nhóm sẽ
chỉ thôi mà đã bây thuộc ca chỉ mùi nên nâng ID cái dân phát trung chú tỏ mở bán ID name đi của mùi nên chân vì chọc tên lưu bộ đi của mùi chân ưu thỏa này đã điều đi của mùi đài nế tao tao với chanh được ạ ạch chanh nế ok chân phú ca pra pra điều ID xin lúc tệ tôn là ca pra ID cứ vi sơ dọc tại mũi tê này khẳng nà nên lơ kế vi dọc à mũi nâng nâng nế ok bảy hôm mặt đá hay nhưng chân apply lơ tị bầy nhưng đã tị bầy tới nế tị bầy chứng mục tiêu tiết tông tình năng nông điều này nhằm chấp đàm ra ra điều mùi phóng điều bầy phóng chứng dân ai ra ra vị thi khá này cả bia mùi trong chút điều điều mùi nè và dân chọn ra lại cái nè bàn pì nè điều mùi phóng điều bầy phóng hai và sân chỉ dân chọn bàn paragraph mùi tiết dân đặt thêm paragraph mùi tiết vào nè nè được nè nè mình đã dương chấp đam phương ca apply style rồi có phương ca apply the lơ jQuery method đôi đôi nè nè cái nè nè ok chứng tệ tôn tên nâng ID xong bây giờ mình tiếp tệ tôn ID we apply tại mũi tê person bao viên nè cái nông nâng miền tràn có đó có viết apply tại mũi đài cứ apply vô ID nè lơ control đài thật nè lơ kê bằng ọ nè cái hay chỉ thoa mặt đá nơi khung nông ca para ID, xem rap nơi khung website, cứ para bàn tay mũi tê, thị trấn cứ xem rap cầm nốt, áo control mũi, nơi đắt đắt bị khnhiền, sẽ thật nơi đắt đắt bị khnhiền, nhé. Điều đôi khnhiền và sau này dựng đặt ra, đi mũi đôi khnhiền mình ta, điều điều nấn cứ ID đôi khnhiền, điều ní có ID đôi khnhiền, chứ mình ta dựng ngọt ai cầm nốt thắt tá mũi ná khó, từ pi mũi ná tê nơi khung năng, nhé. Ok. Chúng nói mới tiết cứ tên tôn là nâng cao bà bác nâng class chỉ selector chẳng chỉ tu tớ nâng khá nông class, nâng khá nông deal, nâng khá nông tag cứ chỉ selector đã thật nâng khá nông CIS để dừng thuộc bà bác chẳng nâng khá nông ní nhầm bắt đầu bì ID một căn class class nâng khá nông class đảm bây cho ca apply style nâng khá nông class ưu tư hôn là con nít chân phương apply style sheet nó không class lịch bì chứng nhầm chấp răm răm đam bây phương cao apply the style the class nhưng prap răng nhá dot đam bây bây chết apply the class đại miên chung mô thá điều điều thù nè nít vì chấp răm apply the điều điều thù mũi tiếp bà sân bà nó không nít miên điều thù chẳng vì nâng apply tặng ở chương trình thôi mà đã class mình call than nơi khăn nà tế ở tại mình class đôi ở tại mình class đôi kia vì nâng apply vô tặng ở chương mình đã class nâng ID khóc kia nơi trong ha ID chấp bàn tay mùi tế ai phần này khăn lờ trong này class cứ bàn tràn chỉ thôi mà đã đồng bây phương cả apply style sheet rồi apply từ lờ method person bởi dương cầm nọt từ lờ specific dương pra ID bên này person bởi dương phương mà thí dương ai pra class chia selector bình nâng nâng nế hai mà dạng tiết nơi khả nông class D1 nhằm chọn apply class D1 hai thật nơi khả nông class D tâm tố D đỏ muối hai nơi khả nông nông cứ apply D1 chứng minh này ta mệt minh này ta nhóm apply từ lỡ class để mình chung thật D1 đã thất nơi khả nông class D1 đỏ mùi thiệt nế ok nế chân kì mơ ta ta ở tập vụ class D1 nè nế ớt xung tốt cứ D1 nè sẽ thất nơi khả nông D1 từ phía dù bà cậu bình nâng cứ vì ở trước thế nơi khả nông nế
Okay, chúng tôi bị chạm đoạn tiết để tôi tình năng selector này. Để tôi tình năng select all, text select, id, năng class. Cứ chia bộ selector rồi bỏ xe ở tại em đoạn năng. Hay năng video này. Để tôi năng cao bằng hành và nhóm tôi cao bằng chọc.